Chứng khoán ngày 9 tháng 4, cổ phiếu năng lượng, hàng không ồ ạt giảm giá. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn tăng tốt, dẫn dắt đà phục hồi của chỉ số chung, kéo VN Index tăng 12,47 điểm, tương đương 1%, lên 1.262,82 điểm. Thanh khoản gia tăng khá tốt trong phiên chiều và bên mua chủ động kéo giá lên. Tuy so với các phiên trước dòng tiền vẫn còn rất yếu, nhưng bên bán cũng không xả nhiều, giúp giá cổ phiếu đảo chiều cả loạt. Trong phiên giao dịch hôm nay, 4 trên 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số VN Index là cổ phiếu ngân hàng đưa VN Index hồi phục mạnh hơn 12 điểm. Cổ phiếu còn lại trong top 5 là MVKG ghi nhận mức tăng tới 5,6% sau thông tin tích cực từ thương vụ bán cổ phần tại chuỗi bách hóa xanh. Bên cạnh đó, nếu nhóm cổ phiếu chứng khoán bất động sản diễn biến hết sức khả quan thì nhóm cổ phiếu năng lượng và hàng không lại giao dịch tương đối ảm đạm. Kết phiên toàn sàn HOSE có đến 332 mã tăng giá, 137 mã giảm giá và 71 mã đứng giá tham chiếu, thanh khoản khớp lệnh ở mức rất thấp, chỉ đạt 15.470 tỷ đồng.